Thưa quý vị, Cục Thuế tỉnh Con Tum đã tạm đình chỉ công tác đối với công chức Trần Văn Hương, Phó đội trưởng thuộc đội quản lý thuế liên xã thị trấn huyện Con Rẫy, chi cục thuế khu vực số 1 tỉnh Con Tum huyện Con Rẫy để phục vụ xác minh việc báo chí phản ánh người này xưng hôm mày tao với người dân trong quá trình làm việc. Hôm nay ngày 13 tháng 6, Tổng cục thuế cho biết đã yêu cầu cục thuế tỉnh Con Tum giả soát xác minh theo phản ánh của báo chí, đồng thời quyết định tạm đình chỉ công tác từ ngày 10 tháng 6 đến ngày 20 tháng 6 đối với công chức Trần Văn Hương, phó đội trưởng thuộc đội quản lý thuế liên xã thị trấn huyện Con Rẫy, chi cục thuế khu vực số 1 để phục vụ công tác xác minh thông tin phản ánh của báo chí. Bên cạnh đó, yêu cầu Cục Thuế tỉnh Con Tum ra sát quy trình quản lý nội quy, quy chế và khắc phục hạn chế thiếu sót trong công tác quản lý tại đơn vị, xem xét xử lý vi phạm theo phân cấp quản lý cán bộ, căn cứ kết quả kiểm tra, xác minh. Cục thuế tỉnh Con Tum báo cáo Tổng cục thuế trước ngày 20 tháng 6 đó thì báo chí phản ánh việc trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip do một người dân ghi lại cho thấy một cán bộ của tri cục thuế khu vực 1 trong khi làm việc có biểu hiện say xỉn, xưng hô mày tao với người dân đến làm việc. Người này sau đó được cục thuế tỉnh Con Tum xác định là ông Trần Văn Hương.